Ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, nệ sâu chia ly buồn tê tái. Gớm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức bọt đấy. Đúng khổ mà cái mặt nó có giống em đâu mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Có nào em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để chai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy. Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống mà một xe khách đấy. Thế bây giờ bác ơi xem không, nhưng mà trước khi bác xem bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt cũng rốt vừa vừa. Thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây? Nên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng. Ta bốn cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng. Nhà quàng à, sao lại có con nào đến rên rỉ cái chồng mất thế này mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ? Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa. Ồ nhỉ, thế giọng sao nghe hay thế, giọng anh vàng thỏa thẻ thế. Em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm vổng em nhỉ? Nghe qua giọng em, anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em, anh cứ mường tượng đến một người con gái thân cao 10, phiết vai rộng 9 inch. Anh ơi, anh tả em ơi, anh tả cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế. Thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặn ra anh đấy thôi. Thế à? Thế có gì làm chứng không? Ô giờ dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. Thế hãy nhìn xem. Cái gì đây? Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương, nửa người nửa ngợm, 9 phần khỉ 1 phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím máu mơ tuệ chúng nặng à, chiều buồn à. Mang
con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén thế này. Sao mẹ hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mẹ em hát? Anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em? Nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Thầy ba chiên tinh, chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng nó quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai, nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế à? Nhưng bản thân thầy thì có mạnh mẽ gì đâu. Ồ thế à? À thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào. Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó thì xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh 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 tinh. Ô cái đường tinh 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 là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang tạng. Ô thầy xin lỗi em, đường bôn xa thầy biết, đường Brooklyn, Magnolia, McFadden, Edinger thầy biết, còn cái đường tang tảng tàng tang thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang tảng tàng tang là cái đường con mẹ à gì? Rõ thế, đường tinh tình tình tinh tang tảng tàng tang có nghĩa là cái đường tình riêng đấy. Ô em ơi, cái đường tình riêng đó em, nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mặc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia, tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. Mày con gái con lứa thì mày đứng trên đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng cái này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Lớp, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên, em xấu hổ, em phải đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc, em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. 2, 3 nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì, tao làm nhạc cho mày đi đấy. Ô thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống được sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì, làm như em sắp chết tới nơi. Ô con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố ai mà xem được. Hiểu? À thế hả, thế hả, thế em đâu biết không đâu. Thấy à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy cho nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Music. Tang 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 tang. Thế mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ đó, xong rồi mày tự nhiên mày phàng phàng phàng, mày khủng bố ai đấy, con điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Có người ta bảo làm nhạc, tự nhiên ông làm nhạc hình sự, tao tưởng khủng bố, tao bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này.
đó. Mày mà không đi tao đánh mày ngay. Thấy anh là phải nhà có nợ em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi này. Nào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Học với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo thôi thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc guốc của em nó bay 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 vô cái mõm thầy. Này mẹ hỗn à, nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa, thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Thiên sư con này mày muốn làm gì mày làm à? Lúc ta bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây giờ mày hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Dẹp dẹp ông chả thèm xem cửa. Thôi mày đưa tay ra tao xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa ra đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là đấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép 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 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, ta hửi thế tao. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra ra cái mõm ta này. À thế hả? Để xem. Con này gớm khổ, tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin được cái rời xích mày. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài cát phải không thầy? Mày mà người đài cát mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài cát đâu, không phải đâu. Chữ đài này không phải. Là chữ đài này hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm mới nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu. Tiếng Tàu, tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Đêm về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem thì tao xem được. Không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cơ. Thì từ muốn nước khác ta phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nha, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giáng sinh nghe. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Ừ. Ta tưởng nhổ cái gì khác. Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả?
thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ô em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi. Sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào có con à? Bây giờ mới xem mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói, nhưng nãy giờ thầy bói em, bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem, thế thì hóa ra đồng nghiệp à. Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp, nãy giờ làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho ta xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu, tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi, thằng cu tèo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à. Sang đây tao đổi tên rồi, tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam, tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kino. Kino. Kino là gì? Cu nở đấy. Mày tự dưng đặt tên cu nở, tao ra đường tao hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Eo ơi, thế mày đổi tên rồi. Đổi rồi. Hai cu nở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào, xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Cu nở chứ không phải là cu lở. Tao nói không được, thế này cu lở. Này, only cu, cu, only cu, no more, only cu, that's it. Lở hay cu? Cu, cu, cu. À, thế lở ơi. Cu. Thế cu đi đâu mà bao nhiêu năm nay qua, bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, cứ đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi, tôi có phải xem bói đâu. Mẹ sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà thế này. Tôi có phải xem bói đâu. Đấy, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đấy mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là, thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu tao à? Con này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em thì anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu. Tại vì đây nhớn rồi, xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi, em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi. Không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu bảo này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế chưa biết hay không thì cứ thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không khéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên. Thôi sẵn chùa luôn nhé. Đi nhá. Thôi đi. Lên chùa, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây dưới trăng. Quý vị không biết quý vị dỗ cho ai nhưng tôi vẫn cảm ơn quý vị. Trời ơi, công nhận á, công nhận. Thì Kiều Anh Lê Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị, chúc quý vị tới thật vui vẻ. Trời ơi, công nhận thiệt á, làm ca sĩ nghệ sĩ sướng ghê luôn á. Em nói thiệt, em thích làm nghệ sĩ nổi tiếng lắm á. Không biết em có chảnh có điệu không mà má em hỏi giờ con muốn gì nữa. Tôi muốn làm người nổi tiếng. Ra đường tôi ngước mặt tôi nhìn thôi chứ tôi không thèm nhìn xuống ai trơn trời á. Bởi ba má tôi đưa tiền cho ông này lăn xê tôi nè. Anh lăn em lên đi anh. Trời ơi, lăn gì em ơi. Anh nói em nghe nè, dạ. Cái tướng em mà lăn nghệ sĩ nó uổng lắm. Để anh lăn bọp đi. Trời ơi, làm như mình tôm mà quý vị thấy không? Mày nghĩ nguyên con tôm này mày dồn vô họng mày ăn nổi không? Mày ăn cái loài bắn họng mày luôn á, con lóc tờ này bự lắm á mày. Đúng không quý vị?
đáng cái không? Anh nói thiệt con lốt tờ này mà anh ăn không nổi đó. Anh cũng ngốn vô hồng, anh dồn vô anh ăn cho anh ối cũng được nữa. Trời ơi, bởi nhìn cái bản mặt là biết dê chúa rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn anh lăn xê, tôi muốn làm nghệ sĩ à. Trời ơi, anh nói em nghe nè, làm nghệ sĩ đâu phải là dễ đâu mà làm nghệ sĩ. Sao? Làm nghệ sĩ là em cũng phải có cái năng khiếu gì trời phú em mới làm nghệ sĩ được, chứ đâu phải muốn làm đâu em. Là sao, là sao? Năng khiếu là ý sao? Ông nói thử tôi nghe coi. Năng khiếu là sao? Năng khiếu có nghĩa là chẳng hạn như anh nè. Thấy không? Cái giọng chè bè vậy đó. Nhưng mà những chương trình ca nhạc như vậy nè, ví dụ như chẳng hạn Đụng Hàng với làng Mạnh Quỳnh đi. Thấy không? Bây giờ bà con vỗ tay cho nó quá, mình muốn bà con vỗ tay cho mình nhiều hơn Mạnh Quỳnh. Mình chơi giọng của ông thầy nó mình hát. Ai? Duy Khánh. Trời ơi. Cái này sao mà tự nhiên thằng này bụng nó đại liên, sao nó bắn xa dữ vậy trời. Rồi đâu có, đâu nè, làm thử. Anh làm thử cho nghe. Duy Khánh xưa nhà cố nhạc sĩ Duy Khánh nổi tiếng bởi vì Xuân này con không về. Xuân này con không về là tại con không có tiền thôi. Không có rồi. Không có. Nghe tôi hát nè. Thấy anh kia cười quá, không có tiền cũng cười ha. Rồi nghe tôi hát nè. Quý vị nghe thử coi ông có giống Duy Khánh không? Không dạ, có Duy mời Khánh. Quý vị nghe thử một đoạn một hai câu thôi. Xuân này con không về của Duy Khánh. Rồi. Nghe thử coi giống không, yêu gì không, là tiếp quánh ông gì mẹ. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con đi. Thì thấy mai vàng nở rộn bên nương y. Giống không quý vị? Giống à. Giống lâu thấy không? Thế bà con vỗ tay không? Tay gì là giống không quý vị? Mà sao trời đó thì giống ngay cái giọng ngân của ổng đó. Chú Duy Khánh mà ổng hát A O E dùng một ngân y hết trơn là ra ổng ngay chóc. Nhưng mà y của người ta nó sang, tự nhiên ông giật quá. Tại tại cái lúc mà tôi bắt trước ổng cái bài này ổng đang bệnh. Trời. Ông bệnh hay là ông mới cắt cổ họng mà nói chưa có liền? Không phải, bệnh tiệt. Còn ai nữa? Đó, chương trình nhiều khi nó cũng nhiều cái tiết mục lắm. Đúng thấy không? Đúng nhạc quê hương mình chơi giọng của Duy Khánh. Đúng rồi. Còn nếu chẳng hạn chẳng may đi. Đụng Hàng với mấy nhạc Sinh Phòng như Nguyên Khang, Quang Dũng. Mình chơi giọng con thầy nó mình hát luôn. Thầy đó là ai? Tấn Ngọc. Này nó sao mà nó chuyển nhanh dữ. Đâu được con mày mà không hát giống Tấn Ngọc, tao quánh mày thành Tấn Vũ. Đây nè, thử đi. Nghe thử coi. Tấn Ngọc nổi tiếng bởi gì? Riêng một góc trời. Nghe thử nghe. Ông đừng có nói tôi ông hát riêng một góc giường nghe ông nội. Không, cái đó tao. Bây giờ bán hai hát riêng một góc trời nha. Rồi sao? Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Cái này nó chọ cái gì vậy trời? Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Cái giọng thì hay đó mà cái này mày móc cái gì? Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi. Ca sĩ này lạ quá. Thiếu tình tôi. Được không quý vị, giống không? Giống quý vị. Giống lắm à. Thấy không? Giống nhưng mà em hỏi quý vị cũng thắc mắc là tự nhiên mày lấy cái này mày chọt vô đây là cái gì? Trời đất, ở Mỹ mà cũng may nó đưa cái này vô, cái này nó chọt ra cái gì là chết hết rồi, thấy không? Tao quánh thì ghê luôn á. Phải em ơi, cái này là cái xì tai của mỗi danh ca. Danh ca người ta có cái xì tai riêng. Thấy không? Chú Duy Khánh thì y mới ra ổng. Còn anh Tuấn Ngọc thì hát cái tai phải dày mới là Tuấn Ngọc. Có nghĩa là phiêu để feel ta đưa tay. Nhưng mà ta sang lắm ông ơi, ta hát nè. Tình yêu như lá. Là ta sang, ta đưa tự nhiên cái nó chọt vậy nè. Em tưởng đâu nó ngứa, nó gãi không. Còn không mấy nó coi như là mấy thằng cùi mà kéo đầu cò, thấy gốm à. Phải cái xì tai đó để chẳng hạn vậy. Rồi em có cái năng khiếu gì mà trời phú xuống em bắt chước giọng dạ, hay là em có giọng hát gì không? Dạ, em hiểu, có nghĩa muốn làm nghệ sĩ là phải có một cái gì riêng biệt, phải có bắt chước hoặc là cái gì đặc biệt, đúng không? Đúng rồi. Rồi em nói cho quý vị nghe, từ giờ quý vị nhạc trẻ cũng có rồi, trữ tình cũng có rồi, giọng cổ cũng có, em cũng sẽ chơi về cội nguồn dân tộc. Mà em không phải em hát giọng riêng của em bắt chước bốn cô tứ đại mỹ nhân ngày xưa, cô Bạch Tuyết, cô Mỹ Châu, cô Lệ Thủy, cô Thanh Kim Huệ. Quý vị muốn ai em chơi liền cho quý vị. Chờ. Nhỏ này nó nói tôi sách đại liên tôi đi bán. Bây giờ nó ôm bom nó nổ nè. Không bao giờ nổ, bây giờ anh muốn em hát ai trước nè. Quý vị muốn ai em làm liền cho quý vị coi. Quý vị muốn nhỏ này nó hát giọng ai? Lệ Thủy phải không? Rồi Lệ Thủy hát. Dạ. Thử Lệ Thủy cô đi. Lệ Thủy nha, 18 tuổi. Hát Lệ Thủy mà hát không ra Lệ Thủy tôi quýnh mày thành Lệ Thu à. Xin lỗi nè. Cô Lệ Thủy là cái miệng ơi chè, miệng dưới đưa ra chút. Đúng không? Sang ai đây là cái chim em vẫn đang càng lao lệ tiện đưa nhau lần sau cuối.
Rồi lát nữa đây sân thì dân tinh vào gió bụi đi một mình em trở lại chốn biên cương chờ đợi gió thu về. Trời ơi. Hay. Giống thiệt. Trời ơi mà giống nhất là cái mỏ đó ông nội ơi. Nè anh nói em nghe nghe, có cô Lệ Thủy mà đứng cánh gà cổ nghe em hát kiểu này cái mỏ đó đưa cô quýnh dài thêm một thước hai nữa đó. Trời ơi tôi hát tôi trốn cổ không bắt trước sao dám nó hát trước mặt cổ ông nội. Rồi giờ thử bắt trước mà ông đặc biệt ra nè. À. Bạch Tuyết. Được không? Cái đó được à, làm thử nha. Nè tôi nói ông nghe hát cái tuồng này ai cũng biết, nói ra cô chú lớn tuổi ai cũng biết, đời cô lụ. À, trời ơi. Nổi tiếng một thời hát cái đoạn mà chồng cô bị ở tù gửi thơ về cho cổ xong đứa con hát trước mấy câu rồi mới tới cổ nghe nha. Đâu đâu. Tôi hát đứa con mấy câu trước tôi lấy trước. À. Má hãy yên tâm chớ sợ lời hăm dọa. Ừ. Con nguyện đương đầu với kẻ bất lương. Cái tới cô Bạch Tuyết. À. Chẳng phải đâu con chuyện trong thơ mới chính là sơ thơ. Má có một đời chồng trước khi về ăn ở với ba con. Ai mà làm gì vậy bà? Không cái giọng thì giống đó nhưng mà cái tay của em sao tự nhiên nó kiều anh vậy, anh tưởng mình xịt cà đơ. Không phải mà cái đó xịt tay đó giống như anh nói tiếng Ngọc nãy, còn cô Bạch Tuyết là cô quẹo vậy nè. Cô Bạch Tuyết thì vậy, cô Lệ Thủy thì vậy, cô Bạch Tuyết nữa. À, vậy đó ha, là xì tay. À. Thì tôi bắt chước, tôi có năng khiếu, tôi bắt chước tôi chứ làm sao tôi giống 100% được. Không, hay hay, em cũng... Tôi đang còn học hỏi mà đúng không quý vị? Đó, thấy đúng rồi em cũng có năng khiếu lắm nhưng mà anh nói em nghe trời ơi mà làm nghệ sĩ đâu phải là dễ đâu, đâu phải là hát là được đâu. Thì nhiều khi em vô mà người ta nói nghệ sĩ là cái gì cầm kỳ thi họa cái gì cũng phải biết hết. Dạ. Đó nhiều khi vô ban giám khảo ha thì tuyển sinh mà em vô em hát được rồi gì đâu phải là hát xong đâu. Bây giờ tuyển sinh xong ban giám khảo ra một cái câu đố bằng một cái câu ca dao tục ngữ kêu em phải đối lại. Em làm được không? À có nghĩa là thử trí thông minh đó đúng không? Thử trí thông minh em. Đâu ông làm thử. Chẳng hạn như câu ca dao tục ngữ này. Đâu? Người ta làm câu đầu em đối lại câu dưới. Bây giờ ông nói đi thử coi tôi có làm được cái gì làm chứng giùm em nha. Sao? Câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam ta có câu là sao? Trên trời mây trắng như bông. À ông ở trên thì tôi phải đối lại ở dưới. Đúng. Hiểu rồi. Ông ở trên ông có cái gì thì tôi ở dưới tôi phải có xem vậy đúng không? Đúng rồi. Ông là trên trời mây trắng như bông. Ừ. Tôi ở dưới cánh đồng mông trắng như mây. Trời đất ơi nó đấu gì vậy mà anh ngồi vỗ tay la hú 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 à. Kỳ em. Anh kỳ quá quý vị đúng không? Ông ở trên thì em ở dưới, ông ở trên ông có bông thì tôi ở dưới tôi có mông. Ở dưới cánh đồng mông là mông gì? Mông mấy con bò sữa đó ông nội. Đúng không quý vị? Em đâu có nói bậy đâu. À hay hay. Cũng hay nhưng mà thấy nó ngộ ngộ. Tôi thử tôi đố thêm câu nữa coi. À sao nữa? Câu thứ hai nha. Nói. Trẻ em thường thích ở trần nhưng mà người lớn muôn phần thích hơn. Trời. Đúng không anh? Đúng không? Người lớn nào thích ở trần bà? Trời ơi sao không thích? Không lẽ ông không đi tắm? Rồi ông tắm không leo mặc nguyên bộ hả? Đúng không quý vị? À, em có nói bậy à. Trời đất ơi. Ủa sao ngộ kỳ kỳ mà nó cũng dần. Chứ sao? Tôi thử thêm câu nữa coi. Thử đi. Nè tôi đố câu này mà trả lời trật là chết với tôi nè. Nói đi. Trên đồng cạn dưới đồng sâu. Chồng cài vợ sắm hột xoàn đầy tay. Uầy. Mày cài đi tao lo tao sắm hột xoàn thử có ai sướng cho biết. Mấy chị với con làm y chang nghe. Rồi gì nữa? Nhắc tới câu này hèn gì tôi thấy tôi đau lưng quá. Rồi. Rồi thêm một câu nữa nghe nè, tôi nói cái câu này nha. Nó là ca dao tục ngữ mà người ta đã phổ thành thơ, thành nhạc rồi. Đâu, đâu. Nha, mình nói trần thì chết với tôi á. Dạ. Sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau về tắt thở càng nhanh. Vậy. Chập lời ra hoài vậy bà. Chập lời gì em nói thực tế quý vị đúng không? Hai người yêu nhau rồi còn anh trả cho em đồ này nọ kia. Xong mình cứ tới dậy tới đưa ăn rồi đi chơi thôi. Mẹ cưới nhau về tiền bill tiền điện tiền nhà. Mấy bữa nay bị kéo quá trời luôn. Không tắt thở. Mấy nay mày thở oxy không thấy mấy căng rồi đó. Ừ nhắc tôi mới nhớ ha. Nó invest lộn quá quý vị. Giờ không có nhà luôn. Chị tối mấy bữa nay tôi nằm tôi lên cơn xỉn hoài mà sao tôi không nhớ ta. Rồi rồi anh nói nghe này hay em cũng thông minh lắm ha. Nhưng mà nghe cũng khó khăn lắm. Sao cái mà đối rồi đó. Cái ban giám khảo ra một cái chủ đề ha.
thì chẳng hạn gì đi ra chủ đề là em có một thằng chồng mới vừa cưới về, em làm gì nó giận nó bỏ nó đi, thay vì em phải lên đài radio em tìm trẻ lạc hay là em gọi phone cho nó về, thì ban giám khảo không cho làm vậy. Ban giám khảo bắt em là phải làm một cái bài thơ gọi thằng chồng em về, em làm được không? Trời ơi, tự nhiên chồng đang ở rồi tự nhiên cái bỏ đi khùng khùng bỏ đi, thay vì tôi gọi điện thoại gọi về tôi không gọi mà tôi làm thơ tôi gọi nó về. Trời ơi, nó đi vậy thì cho nó đi mẹ nhà kiếm khác làm gì rảnh đi trời. Phải không mấy chị? Trời ơi, cái thời buổi kinh tế xuống rồi làm tới mẹ đang khùng khùng ở cái bỏ đi à. Trời đất ơi, chị vỗ tay anh ngồi kế bên đó nghe. Anh ngồi kế bên cái tay anh để không làm gì anh. Trời ơi, anh nói em nghe, cái này là ban giám khảo người ta ra cái chủ đề để thi chứ không phải là thiệt. Hiểu. Nghe không? Bây giờ chẳng hạn anh nè, anh là chồng em nè, anh bỏ anh đi. Đó. Trời ơi, mấy nay tao muốn mày đi luôn đi chứ tao tưởng gì nữa. Chán tới bà rồi. Anh Thành hồi nó đưa bao thư đưa tôi nghe, đừng đưa quanh nha. Tôi lấy tôi đi luôn rồi, đừng có la. Thôi được rồi, ý em là đang thi nha quý vị. Em đang thi làm nghệ sĩ. À, có nghĩa là bây giờ cái nội dung chồng em đi, em phải làm thơ, em gọi chồng em về. Dạ. Quý vị coi coi em Thùy Mỹ em đọc thơ gì, coi chồng em có về không, bị chồng này nó điên mà em cũng phải làm thơ khùng khùng mới gọi nó vậy được. Chứ không có chồng nào tỉnh mà đang ở mà lo đi. Bị gì ở với con Kiều Oanh mà không điên sao ở với nó nổi. Tôi biết mà. Nghe anh ơi, đám ruộng hai bờ ở đầu hông, lâu ngày không cấy vẫn để không, nước non vẫn đủ cỏ mọc tốt, nhờ người cày hộ có được không? Trời ơi là trời ơi, nó vừa đọc câu thơ xong cái tự nhiên hai cái đầu gối tôi nó muốn rụng mà ông nội ơi. Chứ sao? Tự vậy là phải làm thơ cỡ đó thằng này nó mới về. Có con vợ nào mà chồng bỏ đi kêu nó làm thơ rồi về, nó làm thơ nó đòi dân thử ruộng cho người ta cày ông nội ơi. Thì phải hâm vậy chứ đúng không mấy chị? Còn cái chuyện làm hay không mình tính sao phải không? Mình phải dọa chứ. Không về. Trời ơi, tôi thấy không? Còn vợ như vậy thì mình không về, mình sẽ làm một bài thơ mình gửi lại cho nó. Trời ơi, thấy không? Thấy không? Nó rảnh lắm. Nghe chồng nó làm thơ gửi lại nè. Sao? Đám ruộng hai bờ là của ông, cho dù không cấy vẫn để không. Trời ơi, cái này nó ác ớt không? Mùa này không cấy, chờ mùa khác. Nhờ người cày hộ, chết mẹ với ông. Trời. Mấy anh vỗ tay ủng hộ em coi. Tôi nói sợ. Thấy không? Trời ơi, mấy ông người ta vỗ rồi mấy chị vỗ theo chi rồi không biết nữa à. Không biết bây giờ mấy bà ở phe nào nữa. Nghe đây nè, đó người ta đang lấn lướt không có tiếp em gì trơn à. Quý vị thấy không, đàn ông được đằng chân lên đằng đầu mới năn nỉ câu cái chảnh chẹ không về. Được rồi, mình phụ nữ mà nhất quá tam gì hai lần thứ ba không được mình rước quỷ khác về nó khỏi nói. Nghe nha, năn nỉ tiếp nó khóc đó nha. Nhưng mà anh ơi, ruộng để lâu ngày vẫn trống không, hạ đi thu đến sắp lập đông, cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa, thợ cày đầy rẫy chẳng tính công. Trời ơi là trời. Bây giờ về không? Không về, bữa nay mấy thằng quỷ nó canh cái đám ruộng này dữ lắm, nó cày cho banh ruộng láng chịu à. Thấy mấy ban nhạc phía sau nó canh à. Nó cầm dụng cụ á tao nghe. Trời ơi má ơi. Trời ơi. Chưa từng thấy con vợ nào như con vợ này. Phải hâm như vậy mới được. Bây giờ nó đòi cho 6-7 thằng vô cày một lúc. Thấy vậy, vậy về chưa? Không. Trời ơi. Thấy chưa? Sao nữa? Vợ vậy thì mình phải có chiêu mình chơi với nó đó. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Không về mà gửi thêm lá thư lại cho nó nè. Đó, thấy không? Thằng này nó rảnh lắm. Nó ăn mì gói mà nó gửi thư riết à. Mì gói mà có hộp gà. Nghe nè. Nghe. Ruộng để lâu ngày biết trống không. Cỏ mọc sùm. Trời ơi. Cái gì? Nó căng quá, nó làm thơ lộn được kìa quý vị ơi. Người ta cỏ là phải mọc tùm, còn la lối mà la lối sùm. Nó quất chung luôn là cỏ mọc sùm.
Trời ơi, nó làm như có biết nói vậy, thấy gớm mà. Thì tại tôi giận quá, tôi giận quá, tôi làm lộn, tôi làm lại. Lại đi. Nghe nè. Ờ, tự nhiên cỏ mà sùm. Cỏ mọc tùm lên qua mông. Trời ơi. Nhưng mà tụi nó cài tệ lắm. Kỹ thuật thua ông, có biết không? Hình kỹ thuật đầy mình nè. Trời. Mấy anh vỗ tay ủng hộ em đi. Trời ơi, ngồi hả hổng cười không à. Đó, quý vị thấy không? Mấy chị thấy rõ ràng không? Trời ơi, ta thấy đàn ông cầm cài lên là nhắm mắt nhắm mũi cài đại cho nó xong ở đó mà kỹ thuật chứ không kỹ thuật. Phải không mấy chị? Trời ơi. Tôi không biết mấy ông ở dưới là nhắm mắt nhắm mũi cài sao chứ tôi mở mắt tôi cài không đó nha. Bị gì con mắt ông là cứu vợ mà. Không lẽ bây giờ nhắm lỡ kỹ cài, chẳng lẽ đi băng bột. Nói điên rồi. Đó, mấy chị thấy rõ ràng không? Cái cha này nè đó, đó. Tôi quất câu này, ông không về tôi làm con. Mấy chị chảnh cùng em nè chị. Em quất câu thứ ba nè. Quất đi. Nhưng mà luật mới ban hành, anh biết không? Ừ. Ruộng mà không cấy sẽ sung công. Vậy ông thu xếp mà về sớm kẻo mất ruộng rồi, mày ở không? Trời trời. Hai lần trước là hâm, lần này tao làm thiệt à. Thua. Con lại má, con về. Trời ơi, không về nó cho mình nằm phơi xương chắc chết. Đó, quý vị thấy rõ ràng, mình phải hăm dọa vậy mới được. Còn cái chuyện làm, mình đừng bao giờ làm bị mình là phụ nữ, đúng không mấy chị? Không, anh vậy công mấy nhận. Vậy mấy chị, mấy ông chồng về được, anh vậy công sao? Nhận, anh công nhận em quá hay, quá thông minh, đó, giỏi lắm. Đó, vậy là nhưng làm mà, sao? Trời ơi, anh nói em nghe nè, cái thôi. Làm nghệ sĩ chi mệt lắm. Trời ơi, làm nghệ sĩ em biết nguyên cái chương trình vậy nè, thấy không? Đó mà làm ca sĩ nó đỡ nghe. Làm hài sĩ đó, nhiều khi tới chót mới được ra. Trời ơi, anh vô duyên quá, nhưng mà tôi muốn làm nghệ sĩ, tôi muốn làm người nổi tiếng. Bây giờ anh phải lăng xê anh tôi nói đi. Nghe nè, lăng xê gì anh nói nghe, thôi bây giờ em ở nhà nằm chơi khỏi làm gì hết anh nuôi. Trời ơi, tự nhiên mình nguyên tay nguyên chân kêu nằm chơi anh nuôi làm như tôi liệt cái thấy gớm à. Tôi làm nghệ sĩ tự nhiên ông nuôi tôi làm chi? Ông nuôi tôi, ông có dính dáng người tới tối. Nó nghe trời, mối tình của hai đứa mình mấy năm nay, cái tự nhiên giờ cái em đầu đi làm nghệ sĩ. Thôi bây giờ anh nói em nghe nè, trở về với anh đi. Trời, trở về với ông mà tôi lấy gì tôi ăn ông nội? Anh nuôi, anh cày 3-4 chớp anh nuôi em. Đó, nhưng mà anh có cái gì đâu anh kể, tâm tình của anh thì tủa cãi anh có gì anh đưa ra đi chứ tôi đâu có cần anh mà tấm lòng gì đâu. Đây nè, về với anh đi. À. Anh nói cho em nghe. Vậy. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém thành kỷ niệm. Nuôi trái tim chở nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sớm giữa lành giấy em thấy lòng mình giá bằng. Lòng em giá băng thì lòng anh đây cũng đông băng dữ lắm. Anh nghe lạnh trong tim và lạnh cả bò đi. Nhưng không ngờ tình mình chia rẽ xa nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối em rét mất giữa trời đầm cô. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời. Chuyện thế gian buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Thì anh em về nghĩa tương lai về phải mong lại chuyện cũ sẽ giàu dị dàng sẽ nhà phai rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường em về chỉ miễn mang mùa xuân xóa mờ niềm đảo năm cũ anh sẽ về bên em tắm lại tình cũ nhân một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phải nhỏ ta nối lại tình xưa sống tròn mùa đông muôn thuở. Chịu về với anh à ha. Đâu có đâu, tôi mới hát câu đó ông biết anh nào không mà tự nhiên ông cười tươi vậy ông nội. Trời ơi. Ủa chứ phải anh hả? Trời ơi, tôi chỉ nói là em sẽ về bên anh, ta nối lại tình cũ nhân quá trời anh trên dưới ta chọn người nào chưa biết tự nhiên tưởng ông anh ông nói rồi hé ông tự tin như vậy ông nội. Trời ơi. Trời ơi, tôi bị con quỷ này nó gạt tôi nữa rồi. Trời tự tin quá đáng. Kính chào quý vị đến với đây là hết sức kính thành, cảm ơn những chàng phát tay quý vị, mong là quý vị sẽ vui, xin chân thành cảm ơn thầy chị em. Cảm ơn quý vị.